nay Ngài cho chúng con nhóm nhau lại trong ơn để thưa Ngài. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay, cũng như là Mỹ Trinh cũng là người hướng dẫn học buổi buổi sáng hôm nay trong trường chủ nhật. Và dì Mười thì học lời của Chúa trong nền tảng Chúa Ngài sức dầu chúc phước cho dì Mười. Ơn Ngài niềm ơn phước ăn chúc phước sức dầu trên tấm lòng ông bà chim chúng con để nghe lời của Chúa, để chúng con làm theo, để chúng con không phạm tội cùng Ngài. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Xin Chúa Ngài bao phủ gìn giữ bảo vệ chúng con và gia đình người thân yêu chúng con trong bữa ngày hôm nay được đầy ơn của Ngài. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Con cảm ơn Chúa vì chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, thì giờ này xin mời Trinh sẽ hướng dẫn thờ phượng. Mời Hội Thánh cùng nhập đi. Để chúng con được
xin chào ba ơn hạnh phúc cha chị em chúng con, mở tai mở lòng mở tiếng mở mắt mở tai cha chị em chúng con mở tiếng mở con để nghe lời của Chúa, không được lời của Chúa qua thánh tạng này chúng con để nghe để học để hiểu để tiếp trong lòng trong tâm tiếp trong lòng của chúng con và để hiểu để nhớ qua những hạ lời của Chúa để cho chúng con hành vi chúng con để tính chúng con làm thế chúng sống sạch đẹp. Amen. Con tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện Chúa chào ban ơn ban phước cho cô đoàn bé mừng để cho cô được Chúa xin chào cái chức vụ của cô để cho cô được nhiều sức nghiệp nhiều lời của Chúa để cho cô hiểu biết để truyền giảng ban lời của Chúa cho chúng con học để chúng con hiểu biết và chúng con được nghe và làm theo càng nhiều hơn để mình muốn học hành Chúa nguyện con thành tín cầu nguyện chưa hết chị em chúng con lên trên bóng thần tòng con cúi đầu thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Amen. Dạ, bây giờ này xin mời cô đồng bé 10 sẽ có lời Chúa cho hội thánh. Xin thân ái kính chào quý hội thánh trong tình yêu của Chúa. Buổi sáng hôm nay thật là phước hạnh chúng ta được trở lại trong đọc bài nền tảng đức tin. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em nhóm trực tiếp ở tại đây và trực tiếp qua Facebook. Xin Chúa ban ơn ban phước ngày mới nữa. Giờ này chúng ta tiếp tục đến với đọc bài nền tảng đức tin. Từ nhiều rồi chúng ta đã kết thúc trong cái bài 8 là bài cầu nguyện. Hôm nay chúng ta bước qua bài 9, đó là về tựa đề là dân hiến. Xin quý hội thánh chúng ta hay có tài liệu mình dở ra bài số 9 và trang 33. Hôm nay chúng ta tới về sự dân hiến rồi. Cái bài cầu nguyện thì mình cũng đã học 3-4 tuần, nhưng hôm nay chúng ta thấy cái bài dân hiến này nó cũng hơi nhanh, hơi ngắn hơn cái bài, nhưng mà cũng có 4 câu hỏi chúng ta học. Xin giới thiệu về cái bài dân hiến của số 9 này. Ở đây cũng có 4 phần lo mã chúng ta học. Thứ nhất là lực dân hiến, Chúa dạy như thế nào. Thứ hai là chúng ta dân hiến bao nhiêu để được phước. Thứ ba là thái độ của chúng ta khi dân hiến. Và cuối cùng là mục đích chúng ta dân hiến. 4 lo mã mà chúng ta cần học. Trong mỗi lo mã thì có những cái ý nhỏ. Bây giờ này khi chúng ta đến với Chúa thì mời kính mời quý hội thánh chúng ta cùng nhau để công bố công gốc của bài dân hiến này. Ở trong sự ký nhất đoạn 29 và câu 14. Đây này chúng ta cùng nhau ai có tài liệu thì mình cứ công bố theo. Mà không có mình cũng có thể theo, tại vì tôi nghĩ là cái câu gốc này quý bà chị em ai cũng sẽ học được hết rồi. Nhưng mà trước khi mình đến với lời của Chúa đó là mình sẽ công bố lời của Chúa ra để lời của Chúa có quyền năng. Trong khi chúng ta đến với Chúa thì cái sự hiện diện của Chúa sẽ tràn ngập trên mỗi tấm lòng của chúng ta. Rồi tôi sẽ công bố nha. Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dân rất vui lòng như vậy? Quay vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, mà những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là về Chúa. Chúng ta có thấy câu này quen không ạ? Khi mình biết đó, khi mình dâng hiến cho Chúa thì mình biết đó là thuộc về Chúa, mình mới làm nổi quý vị. Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng rất vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, mà những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua thuộc về Chúa. Khi mình đọc cái này và 2-3 lần hoặc mình đọc nhiều mình thấy sao? Khi mà mình như vậy á, khi mà mình nếu như mà mình muốn dân hiến là mình sẽ nhớ lại câu kinh thánh này. Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức
dâng một cách vui lòng như vậy. Mình nghe từng câu từng chữ như vậy. Vì mọi điều chúng, vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, mà những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là vì Chúa. Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến. Kính thưa hội thánh, khi mà mình công bố cái câu gốc này á, thì mình phải để cho nó động lại trong lòng. Khi mà chúng ta dâng cuộc đời của mình cho Chúa, hay là mình dâng hiến về tài chánh cho công việc nhà của Chúa, làm công việc của Chúa, thì mình nhớ lại cái câu kinh thánh này mình làm được. À, còn nếu như mà mình không có nhớ lại lời Chúa, hay là mình không có cậy ơn của Chúa, thì không thể nào. Tại vì mình biết là tất cả chúng ta là những người tin Chúa đó, khi mà mình đi tin Chúa đó, thì mình mới đầu thì mình lại mình tin để mình tìm bánh, tìm phước, tìm nhu cầu chữa lành. Nhưng mà khi mình biết Chúa rồi thì nhu cầu cho tâm linh. Nhưng mà nếu nói tới mà tài chánh thì sao? No. Đúng không quý vị? Cái điều này là mình có rõ ràng. Trước kia là tôi cũng giống vậy, mắc cười lắm. Tôi xin nói một chút về vấn đề này. Khi mà tôi tin Chúa lâu, cũng lâu rồi đó, cái nghe này tới Chúa nó là giảng là tin Chúa không có giàu, tin Chúa là đâu phải là làm giàu này kia. Cái bắt đầu khi mà tôi nghe vậy tôi muốn nản. Tại vì mình không có nhận được cái lẽ thật của quý vị. Rồi mình thấy mình nản lắm, mình không có muốn đến. Tiền là cái gì? Nó dính liền với khúc ruột, đúng không? Nhưng mà khi mà mình nhận biết lẽ thật, mình đi sâu trong lời của Chúa đó, thì mình sao? Mình cảm tạ Chúa là quá được Chúa. À, cho nên cái đa phần là chúng ta mới trở lại với Chúa. Quý là tôi tới Chúa là các thành viên mình mới trở lại đó, thì khi mà chúng ta nghe điều này là chúng ta là sự nản lòng và giật mình đó. Nhưng mà cô chú mà những cô chú mà đi với Chúa lâu đó, học được lời của Chúa thì sắc mừng, vui mừng vì chúng ta được phước, vì chúng ta được dân, chứ không phải bị dân hay là mắc dân. Khi mà mình đọc cái câu gốc này đúng không, mình là ai, tôi là ai, ông vua David cũng khi mà lúc đó xây đền thờ của khi mà vua Solomon lên ngôi đó, thì ông kêu gọi tất cả những dân sự ở đó và tất cả những quan tướng và quan những người mà coi đền thờ đó để dâng hiến, để xây cái nhà thờ để rồi thờ phụng Chúa. Thì mọi người đó là sao? Ta vui lòng mà dâng tới dư luôn, dâng tới dừng lại luôn. Mình thấy không? Cho nên khi mà ông nói trong câu này, tôi là ai mà có sức dâng nhiều như vậy? Vì mọi điều chúng tôi có chẳng qua là thuộc về Chúa. Những gì mà mình dâng cho Chúa, mình biết của Chúa chứ không phải là của mình, thì mình làm được. Còn nếu mà của mình thì thôi, đừng mong túi tiền tôi mai lại, tôi bụng lại. Nhưng mà Chúa thì tôi Chúa ơi con yêu Ngài lắm, yêu Ngài lắm. Nhưng mà không dám dâng cuộc đời của mình, không dám tận hiến cuộc đời của mình, không dám dâng thời gian sức lực, không dám dâng tài chánh. Thì điều đó gì? Khi mình chưa có nhận biết, chưa có thông lệ Phật thôi. Còn nếu như ai mà được cái lời của Chúa mà thông hiến rồi đó, quý vị ơi bảo đảm mình mừng lắm. Khi mà nghe nói dâng hiến hoặc là mình dâng hiến là mình thấy cảm thấy mừng. Nhưng mà ai chưa thì điều đó là sao? Thấy nghe nói tới là sụt xuống. Cái này là chính đời sống tôi đã học qua rồi cũng vậy. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mình để mình thấy được điều đó, thì tôi sẽ học tập cái điều này. Lý do sao mà có cái sự dâng hiến cho hiện tại, từ đời xưa cho đến từ quá khứ về hiện tại và dẫn đến tương lai còn có cái điều dâng hiến này, thì ở đây nói cho mình biết gì? Bởi đức tin Abraham lấy phần 10 chiếc lợi phẩm dâng cho vua Salem. Melchizedek, vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao. Về sau cháu nội và của Gia-cốp cũng khấn hứa dâng cho Đức Chúa Trời 1/10 về mọi của cải. Vậy là tấm lòng dâng hiến của gia đình Abraham và dòng dõi ông thể hiện sự tôn kính biết ơn Đức Chúa Trời đã yêu thương và cứu chuộc và lựa chọn trở thành giàu có mỗi dân. Sau này dòng dõi sanh ra những người kính sợ Đức Chúa Trời lưu truyền từ đời này sang đời khác, cảm động lòng Đức Chúa Trời, nhớ đến lời hứa về sự cứu chuộc mà ban tặng cho nhân loại món quà vĩ đại nhất, đem ơn điển chảy khắp thiên hạ. Quý vị thấy cái tấm gương mà dân hiến của tổ phụ Abraham dẫn đến duy truyền cho đến vua David, mà khi mà ông nói cái điều này rồi hiện tại cho đến giờ này cho tới chúng ta thì sao? Khi mà
gia đình của Abraham có cái sự tin kính chân nhiến đó thì sao? Cảm động lòng Đức Chúa Trời về lời hứa mà ban cho người phước, và dùng mà tổ phụ Abraham làm người phước và ban cho con cháu đông như sao trên trời. Thì khi mà nhớ đến cái gia đình của Abraham mà dân hiến từ đời này sang đời nọ đó thì sao mà cảm lòng, cảm động lòng Đức Chúa Trời làm gì? Dân lên trên ban Chúa Giêsu là con một của Ngài cho nhân loại này trong đó của chúng ta. Mình thấy có được phước không? Đức Chúa Trời dâng luôn con một của Ngài xuống cho chúng ta. Mà mình là ai mà nếu như mình không biết không có cái gì mà mình dâng được cho Chúa. Nhưng mà mình thấy không? Khi mà tấm lòng dân hiến của gia đình của Abraham á, thì đời này sang đời nọ thì Đức Chúa Trời dâng, Đức Chúa Trời dâng ba luôn Chúa Giêsu. Cảm động lòng Đức Chúa Trời nè, tôi sẽ đọc lại điều này. Sau này dòng dõi sanh ra từ những người kính sợ Đức Chúa Trời lưu truyền đời này sang đời khác, cảm động lòng Đức Chúa Trời nhớ đến lời hứa cứu chuộc ban tặng cho nhân loại món quà vĩ đại nhất, đem ơn điển rải khắp thiên hạ, trải khắp thiên hạ. Mình thấy có ứng nghiệm gì quý vị? Đã ứng nghiệm. Thì bây giờ mình cũng vậy ở đây nè. Mình cũng phải xin Chúa cho mình có cái tấm gương này, bởi vì mà hôm nay hiện tại bây giờ mình được tin Chúa rồi, là mình là dòng dõi, là con cháu của Abraham. Thì mình cũng xin Chúa cho mình có cái tấm lòng này và học theo cái tấm gương này. Và từ đời chúng ta sang tới đời cháu, đời con, đời cháu chúng ta, mình dạy cho nó cái cách dân. Bởi vì đây là mạng lệnh ban đầu. Đây là mạng lệnh mà chúng ta phải xin Chúa mình dạy con cái của mình, rồi mình dạy cho cháu của mình, những đứa nhỏ nhỏ là bắt đầu mình dạy tập tành cái gì để cho nó được phước. Phải sao? Khi mà lớn lên đó thì sao nó biết tự cái dân hiến rồi, cái gì nó cũng muốn dân hiến. Tôi thấy mấy đứa nhỏ nhỏ, con chị Dung nè, rồi mấy đứa nhỏ nhỏ tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà ai dạy đó thì quý vị thấy sao? Nó có tiền là nó dân hiến. Cháu của chị Tư nè, Phương Anh, nó có tiền là bà dân hiến, bà dì dân hiến giùm con. Ai cho nó là nó mượn mình dân hiến. Sao nó biết? Bởi vì mình đã dạy cho nó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mình làm gương. Mình làm gương rồi mình sẽ dạy cho con cháu của mình để nó được phước. Mình được phước thì cũng cho con cháu mình được phước. Thì điều này đây là một cái tấm gương mà xin Chúa giúp đỡ cho tôi quý vị để mình nhìn thấy được điều này. Thì bắt đầu chúng ta bước vào trong bài học. Là cái thứ nhất là luật dân hiến Chúa dạy như thế nào. Ở đây có ba ý mà chúng ta học ở trong cái luật dân hiến này. Thứ nhất là thuế phần 10. Thứ hai là bố thí cũng giống như dân hiến của quý vị, và là hiến. Nó có ba ý mà chúng ta học về cái luật mà Đức Chúa Trời ngài truyền lại cho chúng ta hiện tại. Ở đây thuế phần 10 được dân hiến Chúa dạy là thuế phần 10. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 27 từ câu 30 cho đến câu 32. Phàm thuế phần 10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy là vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Còn về một phần 10 của bầy bò hay là chi, tức là mọi vật chi đi ngang dưới vậy, con thứ 10 sẽ là thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Tính thưa hội thánh, khi mà chúng ta là những người mà thuộc về Chúa thì chúng ta phải sống cho luật của Chúa. Mình trước khi mình chưa thuộc về Chúa thì mình sống luật nào cái gì? Luật của quyền và luật của sự chết, đúng không? Bởi vì sao? Trong lúc đó mình chưa tiếp nhận Chúa. Giờ này hôm nay chúng ta tiếp nhận Chúa thì chúng ta sống theo luật của Đức Chúa Trời. Mà luật Đức Chúa Trời thì phải có cái sự dân hiến, nhưng mà đây là cái thế là chúng ta đây đương nhiên là ai cũng phải nộp. Tại vì hiện tại khi mà chúng ta sống trên đất đó, nhà đất mà chúng ta ở đó, đúng là Chúa cho mình, nhưng mà mình có đóng thuế không gì? Có. Hằng năm ai cũng phải đóng thuế nhà đất hết, đúng không? Mà tất cả những cái gì mà chúng ta làm thôi cũng phải đóng thuế. Nhưng mà ở đây là luật ban đầu của trời ngày ra cho, nhưng mà tại vì không có biết nhà, thì hôm nay chúng ta đã nhận biết Chúa rồi thì chúng ta phải biết thế thật. Chúa nói là vật gì mà chúng ta gieo đó, của cây hoa quả, cái gì chúng ta có, thì mình nghĩ đi, hết tất cả muôn loài vạn vật
thì nhiều vô chúng tạo nên hết. Thì khi mà chúng ta có chỉ cho ai biết tôi giúp đỡ thì chị ta, tại vì chị chưa đi. Tại chị chưa có không có theo dõi chị các chị không sao kệ từ từ. Thì bây giờ mình thuộc về Chúa mà Chúa nói là gì, lực của Chúa dạy là thế và thường, thì chúng ta có nên đóng thế không? Vật gì mình gieo qua quả gì mình trồng, ban đầu tiên là mình phải bị kiên cho Chúa. Tất cả hoa quả gì mình trồng, ví dụ như cái hoa quả mà mình trồng đó tại nhà đó, thì một là mình ban đầu mình bẻ mình đem đến hội thánh vật, hoặc là mình bán cái điều đó cũng là cái hoa quả đầu tiên. Mình không có đem trái cây đó đến, không có đem hoa quả đó đến được, thì mình có thể bán cái điều đó để mình bị kiên. Còn về bầy bò và bầy chiên, bất cứ cái gì mà chúng ta nuôi đó, gà vịt heo gì đó, bất cứ dân dân cái gì mà vật chúng ta nuôi đó, thì hồi xưa đó là có cái hồi xưa đó thì hồi dân Do Thái thì biết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con thứ 10 đó là không có đổi nữa nghe. Có nghĩa là con đếm tới con thứ 10 là phải bắt con thứ 10 để biệt riêng ra và dân. Ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta dân, ví dụ chúng ta nuôi vịt đi, thì 20 con đó là chúng ta đếm thì chúng ta làm gì? 2 con. Phải không quý vị? Còn ví dụ như bầy vịt mà mình bán được bao nhiêu đó thì mình biệt riêng ra phần 10. Nói chung là nó tùy theo cái cách chúng ta lựa chọn mà dân. Cho nên đây là thế phần 10, đây là luật mà Đức Chúa Trời dạy cho mỗi chúng ta. Mà nếu chúng ta làm không có đúng luật đó thì mình không có được thanh thông, thì mình không có được nhập cái được cái phước hạnh gì. Đây là thế ai cũng tại vì hôm nay chúng ta đã được Chúa mua bằng huyết rồi, thì chúng ta phải sống bằng lực của thiên đàng ở đất cũng như ở trời. Thì mình nhớ cái câu gốc không? Những gì mà chúng tôi có là chẳng qua là thuộc về Chúa rồi. Mà mình có hạt giống, mình gieo, mình có đất để thì mình xới lên mình trồng, rồi Chúa ban cho mình sức để mình trồng cho nó tốt tươi, nó ra trái rồi, thì mình phải biết đầu tiên phải nhớ đến Chúa. Ở trong Châm Ngôn đoạn ha. Trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 9 và câu 10 cũng nói: hãy lấy tài vật và quê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, vậy các dựa lẫm của con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn đầy rượu mới. Chúa nói cho mình ở đây nè, vua Salomon nói lại cho chúng ta là gì? Hãy lấy tài vật quê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Quê lợi tài vật đầu mùa của mình là gì? Bất cứ cái gì mà mình đã có gieo vào trong đất mình trồng được là cái quê lợi của mình. Và Chúa hứa câu trong câu 10 cũng nói gì? Vậy các giữa lẫm của con sẽ dư dật và những thùng của con sẽ tràn đầy rượu mới. Nói rượu đây không phải là rượu, có nghĩa là tất cả những gì mà Chúa cho mình đó, thì nó sẽ tràn đầy đó, bởi vì mình làm theo lời của Đức Chúa Trời. Thời cũ ước cho đến hiện tại tân ước, và hiện tại cho đến thời chúng ta, và đến quá khứ, hiện tại, tương lai, là lực này không thể thiếu. Bởi vì đây là lực trời, quý vị, cho nên mình được ước là mình phải biết cái lực này. Và chúng ta ai cũng phải, ai mà chưa hiểu cái lực này thì chúng ta phải cần học. Rồi bố thí thì cũng giống như bố thí thôi, nhưng mà dân hiến ở đây trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 3 và câu 4 nói gì? Xong khi các ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được tín nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy chỗ kính nghiệm và thưởng cho ngươi. Khi mà chúng ta làm điều gì Chúa dạy, đây là Chúa Giêsu dạy cho mình. Khi mà tay để đọc lại cái gì? Khi mà tay tả làm điều gì thì không cho tay hữu. Có nghĩa là khi mà mình dâng hiến hay là mình làm cái điều gì đó là mình biết làm cho Chúa. Mình không cần phô trương, mình không cần khoe là hôm nay tôi dâng cho chị này là tôi dâng cho 10 triệu, 20 triệu điều đó. Nói chung là Chúa nói rằng Chúa sẽ thưởng mình trong đời chính. Nhiều khi á quý vị ơi, nhiều khi mình cái tâu của mình lớn lắm, mình muốn cho người ta biết là tôi là có dâng đó. Có không quý vị? Cái điều này tôi có rồi, cho nên là tôi đã được học cái điều này.
là tôi nói xin Chúa giúp đỡ cho con. Tại vì sao mình thì sao? Muốn cho người ta thấy là mình là cái người là có tấm lòng vậy đó, đúng không? Cái này là ai có vướng không? Tôi đã bị vướng rồi. Cho nên điều này đó, xin Chúa giúp đỡ cho mình. Khi mình học là mình phải gạt, mình không thể được. Nhưng mà Chúa ơi, con còn cái điều đó, xin Chúa cho con. Chúa nói mình làm điều gì đó. Ví dụ như mình được Chúa chúc phước ở đây phải không, thì mình nhét quà lại cho người khác cũng không cho thấy. Mà mình thấy những các đại tớ của Chúa đó, quý vị có nhận thấy điều đó không? Khi người ta chúc phước cho mình, người ta không kêu nói cho ai. Còn ví dụ như người ta muốn làm gì, ta muốn đem cho cái người khác khen ngợi, cái đó là gì? Muốn đem cái sự vinh hiển của mình ra, thì điều đó là sao? Thưởng ở đây hết rồi, nên chẳng không có thưởng đâu. Cho nên Đức Chúa Trời nói sao? Đức Chúa Giêsu nói sao? Là đấng hay thưởng cho trong nơi kính nghiệp. Thì bây giờ xin Chúa giúp đỡ cho mình. Mình làm điều gì mình cũng biết là mình với Chúa như người đó. Mình có thể là mình dạy người đó là đừng có nói cho ai biết cái người mà ta không muốn vô chương đó. Ta không muốn mà để bài ra cái điều đó thì sao? Người ta học, người ta không có cho người khác biết. Chỉ với cái người đó kính nghiệp. Chị mà nói ra một lần nữa là làm sao chị không có. Còn có số người thì cái này là mình nói nghe, cho nên mình đã được học. Rồi ai mà còn vướng trong điều này, xin Chúa giúp đỡ cho mình để mình được phước. Không cần đâu. Còn ví dụ như cái sự khích lệ mình đem đến nội thánh, cái chuyện đó là cái động cơ gì, đúng không? Ví dụ như cái động cơ của mình là dâng hiến cho nhà của Chúa, dâng hiến để cho anh em trong nhà Chúa có thức ăn, để ở đây, để học lời Chúa, để đi ra giao giảng, đi ra làm công việc Chúa là khác. Cho nên nó có cái động cơ của mình, và động cơ đó là dân hiến để làm, để cho người ta thấy tôi là cái người có dân hiến nhiều. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mình là thế phần 10 xong rồi chúng ta phải có sự lạc hiến. Lạc hiến nữa chứ không phải thế phần 10 đâu. Ví dụ như thế phần 10 rồi thì mình còn lạc hiến ở ngoài nữa. Cái thế là chúng ta phải nộp rồi, nhưng mà chúng ta cũng lạc hiến nữa, nhưng mà theo cái sự dẫn dắt của Chúa, rồi mình làm trong cái nơi chính trị. Đó là phần thứ hai rồi. Tiếp nữa là gì? Của lạc hiến thì dân hiến và lạc hiến ở đây trong cái tấm gương của mọi thánh Macedon và sứ đồ Phaolô viết ký thực lại cho hội thánh Côrintô, hôm nay cũng mà ký thực lại cho chúng ta là gì? Trong Côrintô nhì đoạn 8 câu 3: vì tôi làm chứng cho họ rằng họ tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức mình. Có nghĩa là trong thời điểm đó thì nói về cái sự mà kêu gọi sự dân hiến, thì hội thánh Macedon họ làm gì? Họ vui mừng và họ tự ý rồi còn thêm cái quá sức nữa. Có nghĩa là họ tự ý mà họ còn thêm luôn, có nghĩa là vượt quá khả năng. Để làm gì? Họ dân hiến cho cái công việc của Chúa và dân gì? Hiến cho ai đó? Để tớ của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô ông nói điều này với ông, khoe về cái hội thánh của Macedon với hội thánh Côrintô. Thì hôm nay cũng khoe cho chúng ta để biết được, để chúng ta cũng có thể là lạc hiến, dân hiến và lạc hiến về cho, ví dụ như Chúa cảm động mình điều đó, mình phải có cái sự nhả đét để xin Chúa cho mình làm gì. Mình cũng xin Chúa cho có cái tấm gương. Mình dân hiến rồi mà mình còn quá sức nữa, có nghĩa là nó vượt trội đúng không gì. Tất cả những dân sự này trong hội thánh đó thời bây giờ họ vượt trội để họ vui mừng. Tại vì khi mà mình nói tới cái câu đất này, cái gì mình có chẳng qua là thuộc về Chúa. Mà hôm nay mình làm ở dưới đất này thì mình gửi về thiên đàng chứ không mất vào. Người ta chưa tin Chúa đó, thì tất cả những tôn giáo mình biết đó, đi làm lành lắm dữ, đi bố thí ăn chùa mỹ miễu, rồi làm mạnh thường quân đủ thứ, quý vị thấy không? Nhưng mà mình nhớ lại là sao? Chưa có ai có cái vé về thiên đàng đó. Thì làm sao mà gửi của? Chỉ có trấn an thôi chứ làm sao mà bình an. Bởi vì sao? Chưa có tên thì làm sao mình gửi tới đây quý vị? Mà mình hôm nay chúng ta là những người đã được ghi tên rồi, thì đương nhiên chúng ta làm việc lớn việc nhỏ gì mà động cơ chúng ta làm cho ai, làm cho Chúa thì sao? Bảo đảm cái điều đó sao? Gửi đến thiên đàng. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi quý vị. Đó là hết cái phần thứ nhất của cái lực dân hiến. Thì qua cái phần thứ hai, La Mã là nói gì? Chúng ta dân hiến bao nhiêu mới được phước? Khi mà biết cái luật rồi đó, thì giờ ở đây hỏi là chúng ta dân hiến, mọi người chúng ta cũng có cái điều thắc mắc, dân bao nhiêu mới được phước? Tại vì ai cũng muốn được phước mà, đúng không? Thì ở đây có bốn ý mà chúng ta học. Thứ nhất là dân 1/10. Thì thứ hai là dân hết, và gieo nhiều thì gặt nhiều, dân đắc tình nguyện. Ở đây có bốn ý mà chúng ta học. Ý thứ nhất là gì? Dân 1/10.
Ở đây hỏi dâng bao nhiêu mới được phước, thì ở đây nói là gì? Dâng 1/10. Ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 10, Kinh Thánh cho chúng ta biết là gì? Các ngươi hãy đem hết 7/10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va dạng vương phán: xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chặt. Ở đây Chúa dạy cho chúng ta dâng bao nhiêu mới được phước, thì cái thứ nhất chúng ta là phần, đó là cái điều giúp gì giúp cho chúng ta. Nhưng mà có ai làm được điều này gì? Cũng khó, có một ít nào đó thôi khi mà mình nhận biết lẽ thật. Lý do sao tôi nói cái điều này? Bởi vì lúc trước tôi xin Chúa mấy năm nhưng mà tôi không có biết được cái lực này. Thì lúc đó sao? Tôi ăn trộm của Chúa. Tôi cũng có dân, có lúc đầu cũng dân đủ hết, nhưng mà lúc đó chưa có biết Chúa. Nhưng mà nghe nói gì nè, cũng như là buổi học gì nè, mình nghe nhưng mà không có về, không có để ý là cái điều đó sao? Ăn trộm của Chúa. Thì ở đây trong Malachi nói gì đây thì tôi sẽ. Tại lý do sao mà chúng ta phải ăn trộm của Chúa? Bởi vì mình không có nhận biết Chúa. Mình không nhận biết là mình dễ ăn trộm lắm. Còn thêm gì nữa quý vị? Còn thêm ăn cướp nữa. Ăn cướp là không dâng luôn. Ăn trộm thì cũng như là dâng một ít rồi chốt mà. À, còn ăn cướp là không có dâng luôn. Nó gọi là ăn cướp luôn rồi. Đây. Ở đây nói từ câu 7 nè. Từ những sự tổ phụ các ngươi đã xây bỏ lực lệ của ta không dâng giữ. Hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va dạng quân phán vậy, như các ngươi nói rằng bởi đâu tôi sẽ trở lại, người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Quý vị thấy không? Mình hỏi mình thấy mình không có, mình có ăn trộm Chúa gì đâu, mình thấy đúng không quý vị? Cái là thì đây là Kinh Thánh dạy cho mình là gì? Chỉnh sửa lại cho chúng ta buổi sáng hôm nay là gì? Ăn trộm trong các của dân. Có thể trong khi chúng ta thiếu tiền, ví dụ như nhà chúng ta có 300.000 là nó đủ xài cho cái nhu cầu, mà bây giờ xích ra 30.000 thì cũng thiếu, đúng không? Thì cái điều đó là sao? Cái ý chí của mình là biết, nhưng mà cái tâm trí nó cứ là bây giờ nếu như mất 30.000 là lấy đâu mà bù vô, thì điều đó là sao? Cái chăn chín thì sao? Sành ra trộm, đúng không quý vị? Cho nên đây đó, mình nghĩ là mình không có ăn trộm Chúa, mình nghĩ không có ăn trộm Chúa nghe, nhưng mà Chúa nói các ngươi ăn trộm ta gì? Trong các của dân. Mình thấy đi, ví dụ như qua quả đầu mùa hay là bất cứ hồi nãy mình nói đó, có thể là mình không có ăn trộm trong cái phần mười đi, nhưng mà cái gì mà lặt vặt của nhà mình thấy nhỏ quá thôi, không nha. Tôi ở nhà cảm ơn Chúa, khi mà tôi trở lại ông xã tôi bán tôm 20.000, tôi cũng theo nó được nhiêu tiền, đòi đưa cho tôi tiền liền. Thế sao? Ông quên, ông thấy ít quá, ông bỏ tôi không xài hết, thì điều đó là sao? Mình là sai phạm. Cái chuyện nhỏ quý vị không làm được, thì chuyện lớn không bao giờ làm. Ai cho tôi 10.000 là tôi cũng làm gì? Để đi ra, một là 2.000 hoặc 3.000 để dư vào người. Bởi vì sao? Ví dụ như người ta không có chút phước cho mình 10.000, ví dụ thì cái đó nói vậy nhỏ thôi. Nhưng mà nếu như 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu thì sao quý vị làm? Đúng không? Mình phải tập tầm trung tính từ cái nhỏ thì mình mới có thể là không ăn trộm Đức Chúa Trời. Tôi có ý kiến, tôi rất hạnh mà tôi có trải qua. Lời của con người dạy là tôi có trải qua. Rồi đó tôi mới tin Chúa 1-2 năm đầu, tôi ung thang đó, là coi như tôi ra tôi ung được khẩu, tôi có dư. Tôi xài đó, đó. Còn tiền mà tôi sổ vuông đó là tôi gặp đúng có tiền cái ăn mà tôi phải trừ số vốn ra. Rồi còn lại cái phần 10, còn như cái dư phần 10 cho Chúa, chứ không phải là như mình đặt đúng được 1.5 triệu đi, để Chúa mình xích 1.5 triệu cái mình bỏ riêng 1.5 triệu ra ca. Rồi còn từ 1.5 triệu, 2 triệu, 3 triệu trở lên, cái mình mới lấy chích cái phần 10 cho Chúa. Nhưng mà tôi cắt là mấy năm cũng được chứ, cũng được. Mà chế ra cũng không được có sao này, chế hiểu mà nhé. Dạ. Chế đặt đúng dù cho cái vốn chế bỏ ra 1.5 triệu, 2 triệu, nhưng mà chế đặt được bao nhiêu thì chế dùng hết là 10 đủ. Còn vốn nhiêu người thì còn không còn thì kể xuống cho cái hạt mà chế làm chọn dạng rồi. Trong đó là cái đoạn dạng chế đặt hướng, được hướng là coi như cái hồi đó chế uống một bé thang, đầu mà chưa
triệu, thứ ba triệu đó là ba mấy đó, 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 đó là tôi suy nghĩ lại là coi như là nếu mà chú không cho thì mình làm gì con, đúng có như mình không có ưu, mình không có lúc đầu không tính tính như chú cho chú tôi trừ ra phần mười để vốn này kia nọ thì coi như tôm thiệt tình mà nói là coi như nó chết là tôi không có lấy vốn đủ, không lấy vốn đủ được. Mà kể từ ngày tôi trung tính với chú tôi dư mười cho trừ chú tôi mà chào tôm nó chết thì nữa tôi cũng bắt được 50 triệu. Amen. Đó chứ hơn nữa là một phần tiền của con tôi phải cho về mỗi một cái tết nó về nó cho tôi 10 triệu, 5 triệu, 20 triệu, nhưng mà tôi vẫn trung tính dư phần người của con tôi cho Amen. Tôi dư lên cho Chúa tròn vậy mà sẽ phải cấp lên được chứ, coi như dùng cho tôm mà chết thì nữa một chén nó Chúa ngài luôn thành tính cho cuộc đời của mình, Chúa thành tính cho đời đấy là cái này là tôi có trải qua rồi các bạn con, thì anh chị em thì tôi rất là thích đấy. Amen. Ơn Chúa biết luôn, hồi đó giờ tôi nghĩ hồi đó giờ tôi mạnh là có mặt 100 triệu, 100-200 triệu bình thường, nhưng mà sự thật rồi nó cũng buông cho ra hết. Chú không gìn giữ cho mình tất cả đồng tiền là để đi nghĩa. Mà từ ngày tôi biết là tôi trung tính Chúa như bằng người Chúa gìn giữ cho tôi là cái đồng tiền cả. Còn tuy bằng vật bằng ít thiệt không bằng hồi lúc trước, nhưng mà cái đồng tiền tôi gia đình nó thấy gia đình tôi xây sở là đủ. Còn lúc trước tôi mạnh nó thiệt không phải tôi theo chứ 100-200 triệu có rồi có rồi nó cũng gắn luôn tôi đi làm. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Lệ. Thì tình mà nói cái đó là sự thật, là tôi tin Chúa là năm nay là 3 năm, nhưng mà 2 năm đầu tôi trải qua là rất là tôi chiên là mình có 100-200 triệu, 300 triệu đó có chứ mày không có, nhưng mà không biết nó đi cái đường nào mà nó xui xẻ cho mình, nó đưa đẩy cho mình bằng cái này thất bại, bằng kia thất bại, bằng đó thất bại ra đi chứ không còn. Chị nghe chị chế đúng không, cứu chế như thế thì cảm ơn Chúa, là cảm ơn cái lời chứng của chị Lệ là đó là điều. Với hơn nữa chính đời sống của tôi cũng vậy. Trước khi mà tôi không biết Chúa đó, bởi vì mình không hiểu đạo Phật đó, thì mình đâu có biết đâu. Khi mà tôi đã trung tín mới ban đầu cũng thời gian mà tôi đã trung tín rồi, cái một thời gian có chị em nói với tôi là mình thiếu nợ thì mình không có dám thiếu. Của mình thiếu nợ trước khi mình tin Chúa, tại sao mà mình phải đổ bắt Chúa chịu trách cho mình. Thì bắt đầu lúc đó tôi chưa có biết, tôi chưa có học, chưa biết mà bắt đầu tôi tách tách số tiền nó ra tôi xài. Quý vị biết không? Nó te, tua, nó tà, tạ. Rồi bắt đầu khi mà phép nên tôi giao tôi với chị Dung, hai người. Bắt đầu xin Chúa tha tội ăn năn mình. Con sai rồi Chúa, bởi vì con không có gì. Thì điều đó là sao? Quý vị ơi, mình ăn trộm của ai là trước khi mình chưa tin Chúa đó, là mình nói giống, nói láo, mình ăn trộm ăn cướp. Nhưng mà Chúa nói gì? Ăn trộm của Đức Chúa Trời thì mình thấy mình có được Chúa không? Mà hiện tại bây giờ mình tin Chúa rồi cũng không có ăn trộm của ai nè. Xin Chúa giúp đỡ cho mình. Trước khi mình chưa tin thì cũng có thể là mình qua lợi, mình có thể là mình gì đó, mình lừa dối, nhưng mà cái lúc đó mình không biết. Nhưng mà bây giờ này xin Chúa giúp đỡ cho mình. Để mình không? Mình không có sức nào mà để làm đúng quý vị. Nhưng mà mình biết mình có, chẳng qua là thuộc về Chúa thì mình mới làm được việc đó. Còn ngoài ra mình không có làm được. Cho nên mà ở đây mình thấy được đó. Mắc cười lắm, bó đầy tớ của Chúa giảng đó. Hết chuyện ăn trộm mà ăn trộm của Đức Chúa Trời, hết chuyện ăn cướp và ăn cướp của Đức Chúa Trời. Bây giờ ăn cướp của Đức Chúa Trời là điều đó là mình rồi dịch rồi, ví dụ như bây giờ mình qua lợi của cái anh chị em của mình hiện tại và những người ngoại thì được không, mình cái gì không được luôn. Cái điều đó là phải tuyệt đối mình trở lại để gì? Chúa nói là thế phần người. Rồi cái câu 11 Chúa nói gì đây? Câu 11 chứ nói là ta sẽ vì các ngươi ngăn cắn kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất và các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không vụn trái trước khi đến mùa Đức Giê-hô-va phán. Chúa kêu mình thử đi, rồi Chúa kêu mình trung tín đi, Chúa sẽ phần của mình làm, còn phần của Chúa, Chúa sẽ làm trong sự thành tín và lời hứa của Ngài. Mừng mà không phải cái gì ơi, không phải là hôm tôi trung tín phần 10 để tôi lấy lại được tiền, nhưng mà mình trung tín trong cái phần 10 thì Chúa cho mình đủ mọi thứ. Chúa nói sao? Khi mà các ngươi trung tín thì sao ta đổ mọi thứ phước, mở cửa sổ trên trời ra đổ xuống các thứ phước cho các ngươi là không có chủ Chúa cha. Thì đâu phải là bây giờ hôm nay tôi trung tín, tôi động cơ, tôi dâng tiền để tôi được lấy tiền lại. Điều đó là động cơ của mình, động cơ gì? Tại sao mà nhiều người trung tín trong phần 10 nhưng mà cũng chưa có đáp lại cái nhu cầu về tài chánh, nhưng mà làm gì? Nhận biết Chúa, biết Chúa và được ở trong cái sự bảo vệ của Chúa.
và lời của Chúa mình sẽ hiểu và mình sẽ nhận biết lẽ thật. Đó là một cái phước quá lớn của quý vị. Còn cái nợ nào cái tập mình tôi nói với mấy chị em là mình nhớ nè, mấy người thiếu nợ người ta giảm, tôi nói nè, nợ chết của mình Chúa còn tha, Chúa còn ăn điểm rồi, thì bây giờ Chúa cũng chờ đợi, một là Chúa cũng dạy mình cái gì đây, cái thứ hai nữa là Chúa chờ đợi thời điểm để Chúa ban phước cho mình thôi. Tại vì Kinh Thánh nói sao, Ngài là đấng khởi sự làm việc làm Ngài làm cho chọn, Ngài là đấng đã giàu mà chịu nghèo cho chúng ta trở nên gì mà mình không tin vào lời của Đức Chúa Trời. Tại vì mình cầu nguyện lâu quá mà đừng dân hiến nhiều quá thì sao không thấy đáp ứng về tài chánh. Quý vị ơi, chờ đợi và tin tính Chúa mình quá thành tính lắm. Nên không phải là ví dụ như một là cái động cơ chúng ta dân hiến để chúng ta lấy tiền lại, nếu mà không dân hiến Chúa không ban phước thì cái điều đó là mệt nữa. Nhưng mà bởi vì sao mình yêu Chúa, mình yêu Chúa, mình dâng cho Chúa để làm gì? Mình biết cái việc mà khi mà mình dâng cho Chúa đây là Chúa muốn thử lòng. Chứ Chúa lấy để làm gì quý vị? Phải không? Chúa lấy tiền mình làm gì? Chúa có đủ hết. Trên trời dưới đất và cho chúng ta có đầy đủ hết. Và ba luôn Chúa Giêsu thì Chúa đòi hỏi chúng ta gì? Đòi hỏi cái lòng của chúng ta có yêu Chúa. Mình yêu Chúa mình mới làm được điều đó. Cho nên mình phải nhớ lại nghe, khi mình dâng hiến là động cơ nào? Động cơ nào? Động cơ yêu Chúa làm theo mạng lệnh của Chúa, hay là động cơ tôi dâng để tôi không được, tôi được phước, để nếu tôi không dâng thì tôi không có tài chánh để xài. Cái động cơ đó là động cơ sai. Ai mà có động cơ đó thì xin Chúa giúp đỡ. Mình thấy sao không mà tôi dâng hoài không? Trước là chúng ta dâng cuộc đời của mình là tận hiến cho Chúa. Cái thứ hai là những gì của con chúng ta có là chúng ta dâng vào công việc nhà của Đức Chúa Trời. Ví dụ giờ hôm nay hội thánh ra đi chị giáo đổ nước đi được không? Phải có sao? Mà bây giờ mình không có cái góp phần chung vào ở đây cho hội thánh thì làm sao mà đi ra được đây? Mà đi ra cứu nhiều linh hồn đây. Mà nếu như cái động cơ đúng của mình thì Chúa thấy là Chúa hứa, Chúa là vì chúng ta mà ăn cắn những kẻ nó không có phá hại, trước khi nó không có ruộng, trước khi mà đến mùa mà đúng vậy, thì điều đó mình làm đúng theo cái luật của Chúa là Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mình, đừng có gì một cái động cơ mà mình dâng để mình được phước về tài chánh, nhưng mà mình phải biết mình yêu Chúa, mình dâng mình bởi vì quá được phước mới được dâng. Bây giờ mấy những cái tôn giáo mà mình biết, người ta dâng đâu có đến nhà Đức Chúa Trời. Còn mình hôm nay mình biết mình dâng là mình tới nhà Chúa, mình dâng là mình làm công việc với Chúa rồi. Chứ nói ai cho mà ai cho mình đó nghe, ví dụ ai cho mình một chén nước lạnh là người đó cũng đang được phước. Mà nước lạnh nó từ đâu có? Chúa ban cho mình có cái gì? Hôm nay mình có sức khỏe mình mừng là ai cho mình sức khỏe để mình làm? Mình nuôi chồng, mình xới, mình cài để mình trồng, mình tỉa. Chúa không cho sức làm gì mình ra mình dung phân tưới nước những cái cây trồng của mình. Thì mình có là đầu tiên quý vị ơi, phải nhớ, phải việc ghi ra. Tiền chúng ta dâng cho Chúa bỏ vào cái nơi đâu thơ là nơi nào đó thì chúng ta cũng phải lựa tiền mới và chúng ta phải có sự việc ghi. Mình không có đụng tới tiền phần người. Bởi vì sao mình không có đụng tới cái sự biệt duyên này? Đó là gì? Chúa muốn cho mình sống một đời sống tinh kính, để Chúa có cớ là mình cứ ban phước cho tôi quý vị. Xin Chúa giúp đỡ cho mình học đi tới đâu hay có mấy giờ. Còn nhiều phút 15. Còn 15 nữa hả? Học một phần nữa đi. Rồi, kế nữa là gì? Dâng hết. Ở đây trong Luca đoạn 21 câu 1 đến câu 4, Đức Chúa Giêsu vừa ngó lên thấy những kẻ giàu bỏ tiền vào gương, lại thấy mụ quá nghèo bỏ vào 2 đồng tiền. Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác, vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà dâng, nhưng mụ này thiếu thốn mà lại dâng hết của mình có để nuôi mình. Ở đây Chúa đem cái hình ảnh tấm gương này ra cho chúng ta thấy giữa cái người giàu có dư dật và những cái người thiếu thốn. Nhưng mà Chúa nói cái gì? Người đàn bà quá này, bà thiếu thốn nhưng mà bà dâng hết để bà lấy của đó nuôi mình. Bởi vì bà biết Chúa là đấng thành tín, Chúa là đấng đáp ứng nhu cầu cho bà. Thì gì? Bà dâng hết luôn, bà không có còn chừa lại. Nhưng mà những người mà trong thời điểm đó, những người mà giàu có dư dật đó, thì họ lựa những cái của nào dư. Chúa không muốn cho chúng ta làm điều đó. Chúa muốn cho chúng ta được phước. Chúa muốn cho chúng ta đừng có lấy cái của thừa mà dâng cho Chúa. Còn cái gì chúng ta ví dụ như mình
mình chúc phước là mình muốn dân hiến là mình chúc phước gì cho ai về món ăn uống mình cũng phải lựa cái ngon. Quý vị ơi, tôi đã được học cái điều này. Lúc trước thì sao? Mình có gì ăn đó cái mình soạn lại cái nào mà đồ ngon mình để cho nhà mình còn dư dật đó, mình không muốn bỏ cái mình kêu làm sốt cho. Có không quý vị? Tôi có đó. Thật sự cái này là tôi đã được nè. Rồi sau này quý vị biết không? Cái gì ngon tôi cho họ đồ nào cũ, đồ nào mà soạn tôi để là tôi ăn. Là cái đó gì? Mình cũng đang dâng cho Chúa đó. Mình làm cái đồ đó Chúa thấy cũng có lòng. Còn mình thì hay sao? Cái đồ ngon mình phải ăn rồi cái đồ dư mình cho có. Thì bây giờ cái dâng hiến của mình là gì? Thời gian sức lực của mình dâng trước cho Chúa hay không? Hay là mình làm hết tập để cho thân thể mình mệt mỏi rồi không tiết độ cái giờ mệt quá lên đọc Kinh Thánh hai và chữ ngủ. Vậy mình có dâng cái thì giờ tốt nhất cho Chúa không? Đúng không? Cho nên cái này là mình ai cũng bị dướng này. Mừng cho hết công việc rồi mừng quá chừng mừng cái không đọc Kinh Thánh thì sợ bị phạm tội, đỉnh tội cho mình bắt đầu lên đọc ngầm toàn Kinh Thánh, đọc ngủ luôn, không có đọc được gì vậy. Thì điều đó là sao? Mình không có dành cái thời gian sức lực cho Chúa. Chúa muốn cho chúng ta gì? Từ trong tấm lòng ra tới mình. Nói dân hết ở đây đó, không phải là bây giờ mình, ví dụ như bây giờ mình bán hết tài sản mình dân. Nếu như Chúa muốn mình cũng có thể làm cái gì. Nhưng mà Chúa không có kêu mình như vậy đâu. Nhưng mà trước là thời gian sức lực cuộc đời của mình đã thuộc về Chúa rồi. Mình chỉ là một cái công cụ để Chúa sử dụng thôi. Mà nếu như mình không chịu có thời gian để đọc lời Chúa, rồi đầu tư thời gian cho lời của Chúa, thì làm sao mà mình nói mình dâng hiến cuộc đời. Làm gì được, làm dân tử thôi. Làm theo ý riêng khôn ngoan thì không bao giờ kết quả của Chúa. Cho nên Chúa muốn cho mình làm gì? Dâng cái cả cái đời sống của mình để làm vinh quang cho Chúa. Thể hiện cái tấm lòng của chúng ta từ ở bên trong. Thấy không? Chứ bên ngoài thì mình làm, ví dụ như ai thì mình làm sốt sắng bên ngoài. Ai tới đâu tôi tới đó, ai làm, nhưng mà cái tấm lòng của chúng ta không có. Vì ông mục sư, vì ai đó mình nể tình mình làm thì nó không bao giờ hiệu quả. Bởi vì Đức Giê-hô-va Ngài nhìn xem trong tấm lòng. Còn con người nhìn bề ngoài dễ lắm. Dễ lắm chúng ta khen tặng người khác. Ôi, anh đó trung tính, chị đó trung tính, việc gì cũng thấy làm, cái gì cũng có mặt. Nhưng hỏi lại trong lòng. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi, quý vị, cái này là Chúa dạy dỗ cho tôi. Tôi cũng đã được học cái điều này. Nhiều khi mình là con người của mình mà, đúng không? Cái gì ngon là để cho mình, còn cái điều gì mà nó dở dở là cho người ta. Cho nên giờ này mình biết Chúa đó, mình đừng có làm điều đó nữa gì. Mình đừng có giống mà cái của dư, của thừa, giống như ở đây Chúa nói giữa ai, giữa người giàu có và giữa người nhà bà quá thiếu thôi. Xin Chúa cho mình. Chúa nói Chúa ngồi ngay cái gương tiền á, không phải là gương tiền là hôm nay dân hiến là ngồi theo cái gương đâu. Ở nhà, ở đâu, bất cứ mình làm điều gì, cái động cơ của mình khi mà lấy tiền ra dân hiến, lấy tiền ra làm gì là Chúa đã biết hết rồi. Cho nên Chúa cho chúng ta thấy về giữa hai cái hình ảnh này. Xin Chúa cho mình có cái hình ảnh giống như người đàn bà quán, để mình dâng cái đời sống của mình và dâng thời gian sức lực trước hết cho Chúa. Tại vì sao? Trước là Chúa, thứ hai là gia đình, thứ ba là hội thánh. Cái gì mình cũng chung hết, thời gian mình không có thì bỏ luôn gia đình, thì nói tối ngày nó lo chuyện Chúa không, nó không lo gia đình. Thì quý vị thấy sao? Điều đó cũng đâu có đẹp lòng đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mình chỉnh sửa lại cái gì mà mình đã sai cái chuẩn mực đó. Thì khi mà mình học về cái sự dâng hiến, không phải nói về tài chánh đâu, nhưng mà dâng hiến cả cuộc đời của chính mình, thời gian, sức lực. Xin Chúa giúp cho mình để mình giống như tấm gương người đàn bà quá, mình dâng bằng cả tấm lòng để quý vị. Đừng có ví dụ như mình không có, mình gán hết sức mình móc ra để cái chị kia dân là tôi không có ở đây, hôm nay bưng tiền nê mà tôi cũng bỏ vô cái lát chỉ à. Và đối với anh đó sao hôm nay không có dân nghiệp, dân tiền. Cái người mà bưng tiền dân hiến đó, nếu như người ta không biết là đó, chị đó bữa nay không có dân hiến, thì cái điều đó là của chị đó. Nhưng mà Chúa là hôm nay không có, cứ đặt tay lên đây mà dân hiến bằng tấm lòng. Quan trọng là mình đến đây để mình thờ phụng Chúa. Nhưng mà cái tài chánh mình không có thì mình cứ dâng bằng tấm lòng. Chúa biết không gì, đâu cần mượn tiền của ai bên cạnh, rồi đâu cần lấy hết sức chí hơn nữa là gì. Định tội là hôm nay không có tiền dân hiến thì tôi không đi học. Quý vị ơi, Chúa không có đòi hỏi mình điều đó, hội thánh cũng không có đòi hỏi nữa. Nhưng mà quan trọng là chúng ta đến với Chúa bằng động cơ nào. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi, quý vị, những điều này là tôi đã dính hết rồi. Nhưng mà tôi đã được Chúa dạy dỗ, thì xin Chúa giúp đỡ cho quý đại tớ Chúa, hội thánh Chúa, mà ai mà chưa có ra được điều này, thì hôm nay tôi tin rằng là lời này cũng sẽ ấn chứng trong tấm lòng chúng ta. Xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta thay đổi cái cách dâng hiến của mình.
mình chưa trung tín, mình chưa làm đúng theo lực của Chúa thì xin Chúa cho mình trở lại đúng lực. Tại vì lực thiên đàng, quý vị ơi, không phải lực trên đất này đâu. Lực trên đất này nó sẽ qua, nhưng mà lực thiên đàng không thể qua được. Cho nên xin Chúa cho mình đúng lực. Thế phần 10 và dân hiến và lạc hiến và thứ cuối cùng cái thứ chính của chúng ta là phần 10 chúng ta phải làm. Và cái điều mà chúng ta dâng bằng cách nào, động cơ nào, thể hiện thời gian sức lực nào thì tùy theo chúng ta lựa chọn. Hôm nay chính lời của Chúa đã nói với tôi và quý vị hết rồi. Thì xin Chúa ban phước cho quý vị. Tới đây mình ngưng đây để hết giờ rồi, mình gặp lại tuần sau. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Ai mà có cái tài liệu rồi đó, mình học về mình cứ có học lại đi quý vị. Cái nền tảng rất là ích lợi cho chúng ta. Mình thấy như vậy đó, nó rất là ích lợi luôn. Nếu mà chúng ta không hiểu điều này thì sao? Chúng ta dễ ăn trộm của Chúa và dễ ăn cướp luôn đi. Không dân luôn là thành ăn cướp rồi. Mà mình ăn trộm thì ăn trộm có vào nước thiên đàng được không? Không. Cho nên xin Chúa giúp cho mình. Chúa cũng sắp trở lại rồi. Tôi mong rằng là tất cả chúng ta học thì chúng ta áp dụng qua lời của Ngài. Rồi xin Chúa ban phước cho hội thánh. Mỗi người mình đến Chúa trong sự cầu nguyện. Xong rồi tôi nhớ mọi người cầu nguyện. Cô chú anh chị em, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay ghi tạc vào từng tấm lòng của chúng ta. Và Chúa nói với chúng ta rằng hãy trung tín dâng một phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Chúa. Các người khá lấy điều này để thử ta, xem ta có mở cửa sổ trên các tầng trời, đổ phước xuống cho các người đến nỗi không chỗ chứa chan. Xin Chúa giúp đỡ mỗi đời sống của chúng ta để chúng ta dâng hiến bằng cả tấm lòng của chúng ta, chứ không phải bởi môi miệng của chúng ta, hay là thấy người ta dâng hiến thì chúng ta mới dâng hiến, nhưng bởi lòng của chúng ta yêu mến Chúa. Và biết rằng mọi thứ của chúng ta là của Chúa rồi, chứ không phải của chính mỗi đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới có thể dâng hiến một cách hết lòng. Mời của Chúa chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Học một cách cá nhân cho chính bản thân mình, chứ không phải nghe người ta học, nhưng mà để áp dụng cho chính mỗi đời sống của mình. Dạ, sau đó cô Chúa hiệp ý với con trong sự cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của mọi chúng con, cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng con học được sứ điệp, để chúng con biết rằng chúng con phải trung tín với Ngài trong mọi sự chính đời sống của chúng con, dù là một việc nhỏ nhất hay là một điều gì nhỏ nhất trong chính đời sống của chúng con. Chúng con biết rằng mọi điều chúng con có đều là bởi đến từ nơi Chúa, để chúng con biết trung tín với Ngài trong mọi sự trên chính đời sống của chúng con. Nhưng là hãy trung tín trong một phần mười, chẳng những một phần mười không đâu, mà còn những công việc lạc hiến, cũng như giúp đỡ những anh em khác ở trong công việc nhà Chúa, vì họ đã bỏ thời gian, bỏ công sức, có tấm lòng để mà phục vụ Chúa và học việc Ngài, cũng như chính mỗi đời sống của chúng con nữa. Chúa xin giúp đỡ chúng con, chúng con có sự đặc để hầu việc Ngài trong mọi phương diện. Xin Chúa chúc phước lại cho mọi đời sống của chúng con, và Chúa sẽ ban cho chúng con mọi điều mà chúng con cầu xin, và Ngài sẽ làm trỗi hơn mọi điều chúng con cầu xin và suy tưởng nữa. Thì xin Chúa ban ơn cho tất cả những cô chú nào mới tiếp nhận Chúa, họ chưa biết được cái sự dâng hiến, thì để cho họ qua bài học này họ nhận biết sự dâng hiến là như thế nào, để họ cũng chân tín trung tín dâng hiến cho Ngài, để họ cũng được phước nữa. Chúa ơi, xin cho chúng con đầy dẫy sự khôn ngoan đến từ nơi Ngài. Chúa ơi, đừng để chúng con khôn ngoan theo thế gian đời này, vì mọi thứ ở đời này rồi sẽ qua đi, mọi thứ hư không sẽ trở về hư không, nhưng thiên đàng của Chúa thì mãi hiện diện trên mỗi đời sống của chúng con, khi chúng con tiếp nhận Ngài. Vì xin Chúa sức giàu đầy ơn trên cô đoàn bé 10 nhiều hơn nữa, để cô có lời Chúa cho chúng con, để chúng con dầm thấm cho chính mọi đời sống của chúng con càng hơn nữa. Chờ xin giúp đỡ chúng con, để chúng con ngày càng yêu mến Chúa càng hơn, khao khát sự hiện diện của Chúa càng hơn. Nguyện Ngài sức giàu ban ơn trên cô đoàn bé 10 cũng như gia đình của cô nhiều hơn nữa, trong công việc phục vụ Chúa và hầu việc Ngài, trong chính đời sống cá nhân cũng như công việc nhà Chúa đều được tự do mọi bề. Con cảm tạ ơn Chúa và mọi vinh hiển xin tôn vì thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời kính yêu của một chúng con. Và chúng con hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Giờ cô chú chúng ta dành thời giờ để cầu nguyện.